Jisoo xin chào tất cả các bạn, chào đón các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Jisoo Shop. Trong buổi trưa ngày hôm nay, Jisoo sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu áo kiểu. Mẫu này là một mẫu áo kiểu trung niên nè. Các bạn mà mặc ở tuổi từ 35 trở lên, các bạn mang những cái mẫu này thì mặc nó rất là sang và lịch sự. Và nó sẽ tôn được cái dáng cơ thể của các bạn và che được cái bụng. Và đặc biệt chị nào mà béo bụng thì mặc cái mẫu này sẽ rất là ok. Hoặc chị nào mà có vòng hông nhỏ thì các chị có thể là xếp cái phần bèo này ở phía sau để các chị tạo thêm được cái dáng cho cái phần hông của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà mình mẫu này nha. Đây là cái bảng thông số size mình hướng dẫn cho các bạn. Nếu mà bạn nào mà không biết cách đo thì các bạn sẽ vào YouTube ghi là Jisoo Shop hướng dẫn cách đo thì các bạn sẽ xem lại video clip. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần thiết kế. Và Jisoo xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả chị em mình. Chúc chị em mình luôn tươi trẻ và xinh đẹp. Bước đầu tiên thì các bạn sẽ kẻ ngang qua cho mình một đường. Và cái đường này thì các bạn sẽ lấy kích thước là vai chia cho 2. Vai ở đây các bạn sẽ lấy là 34 chia cho 2 thì các bạn sẽ được là 17. Các bạn lấy qua cho mình một đường là 17 phân. Sau đó các bạn sẽ vào cổ thì các bạn sẽ lấy cho mình là cổ chia cho 5 là bằng 35 chia cho 5 là bằng 7 thì các bạn sẽ lấy cho mình là 7. Sau đó là các bạn sẽ xuống cho mình là 4. Rồi các bạn sẽ lấy cho mình cái phần hạ ngực. Hạ ngực ở đây thì mình sẽ lấy là ngực chia cho 5. Cái dòng nách này thì các bạn thấy nó mặt vừa nè, các bạn cộng 2. Thì dòng ngực ở đây của mình là 86, các bạn chia cho 5, các bạn cộng 2 thì bằng 17,5, cộng cho 2 là bằng 19,5. Rồi các bạn sẽ lấy một đường. Sau đó là các bạn sẽ lấy hạ eo cho mình là bằng 35. Và dài áo của mẫu này thì mình sẽ lấy dài áo là 60 hoặc là 57, mình lấy 57 đi ha, mặc trên mông cho nó đẹp. Bạn chị nào mà muốn mặc phủ mông thì cũng được nha. Rồi kế tiếp thì mình sẽ lấy cho các đường ngang. Đường ngang ở đây ngang mông thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng mông chia cho 4, các bạn cộng cho mình 2. Dòng mông ở đây là 98, các bạn chia cho 4 cộng cho 2 là bằng 24,5, cộng cho 2 là 26,5. Các bạn lấy ngang qua cho mình một đường 26,5. Rồi ngang eo thì các bạn sẽ lấy eo chia cho 4. Eo chia cho 4 cộng cho 2. Eo chia 4 là bằng 74, chia cho 4 là cộng 2 là 18, cộng 2 là sẽ bằng là 20. Thì các bạn lấy con số 20 này các bạn đưa vào đây. Sau đó ngang ngực thì các bạn sẽ lấy cho mình là bằng ngực chia cho 4 các bạn cộng 2. Ngực ở đây là 86 chia cho 4 các bạn cộng cho 2 là bằng 21,5, cộng cho 2 là bằng 23,5. Rồi chúng ta sẽ lấy ngang qua một đường là 23,5. Sau đó thì các bạn sẽ nối cho mình ha, nối cho mình cái đường ngực. Lên 2 phân. Sau đó cái phần eo này thì các bạn sẽ lùi vào cho mình là 9 phân. Các bạn kẻ xuống cho mình một đường là 14, kéo lên một đường và nó sẽ cách cái đường ngang ngực này là 4 phân. Và các bạn vẽ được cho mình cái phần bên dọc. Rồi kế tiếp thì các bạn sẽ dựng cho mình một đường vuông góc, lùi cho mình 2 phân, chia làm đôi, chia làm đôi và các bạn sẽ vẽ được cái dòng nách. Và cái cổ này thì các bạn sẽ lùi cho mình 4 phân ha, 4 phân. Và các bạn sẽ lấy sau cổ xuống cho mình là 9. Và chúng ta đặt cây thước vuông góc vào đây. Và các bạn xoay cho mình cái phần cổ. Là các bạn khắc họa được cho cái phần thân trước. Sau đó là các bạn sẽ vẽ cái phần rã eo ra nè. Và từ cái phần này ha, từ cái phần này các bạn đi thẳng xuống cho mình một cái đường. Đường này có độ lớn là 7 và các bạn lấy ngang qua cho mình là 11. Thì các bạn cũng dựng một cái đường vuông góc lấy xuống 17 và các bạn nối vào. Và ngay góc này thì chúng ta sẽ lùi vào một phân, góc này lùi vào một phân thì các bạn sẽ bo được cái góc tròn của cái túi.
Đó thì các bạn sẽ có được cái phần nắp túi ở đây. Lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta rã phần eo ha, và cặp cái phần xẻ trụ. Xẻ trụ này á, thì nó sẽ cắt cái đường eo của mình là 6 phân. Cách 6 phân thì các bạn sẽ có được cái đường xẻ trụ ở đây. Thì đây là cái phần thân trước mình vừa chia sẻ xong cho các bạn á. Bây giờ thì mình sẽ chụp cái hình lại ha, để mình đăng lên trên Facebook Tissue Shop. Nếu bạn nào muốn lưu hình ảnh thì các bạn vào đó các bạn lấy nha. Rồi mình dễ cắt nè. Rồi các bạn xong được cái phần thân trước. Bây giờ mình đặt cái phần thân trước lên đây để mình vẽ thân sau. Sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta sẽ rã cho cái phần eo nha. Các bạn sẽ đặt cái phần thân trước lên đây. Sau đó thì các bạn sẽ kẻ lại cho mình, sang dấu lại cho mình cái đường giữa. Rồi các bạn kéo thẳng cái này lên đầu vai của thân trước nè, sau đó là các bạn đi ngang qua là 2 phân. Kế tiếp thì các bạn sẽ đi cho mình dòng nách, dựa vào cái dòng nách thân trước các bạn lượt tẩy ra cho mình ở đây là 7 ly. Và cái phần ngực này á, của thân trước thì các bạn lùi vào cho mình 1 phân, eo các bạn lấy bằng và mông các bạn lấy ra lớn hơn 1 phân. Các bạn đặt cái phần thân trước ở dưới đây các bạn dựa vào và lấy ngang qua. Đó. Rồi cái phần này các bạn đi thẳng nè. Từ ở dưới cổ của cái phần thân trước các bạn đẩy lên cho mình 5 phân. Và mình sẽ đi nối qua để mà dễ được cái phần dòng cổ thân sau. Thì các bạn thấy là cái phần thân sau mình hoàn tất. Rồi các bạn sẽ lấy dấu cái đường ngang eo. Các bạn lấy dấu đường ngang eo xong rồi á, thì các bạn sẽ chia làm đôi. Các bạn sẽ có được cái đường ngang eo và cái phần thân sau chúng ta vẽ hoàn tất là như thế này. Và đây là cái mẫu 193 nha các bạn. Cái này chất liệu ở đây á, thì các bạn may bằng linen, các bạn may đuổi, may thô. Và những cái vải này là mình đều có bán. Nếu các bạn muốn mua vải thì các bạn Zalo cho mình 0963 297788, thì mình sẽ gửi hình để cho các bạn chọn nha. Cảm ơn các bạn. Rồi mình có được cái phần thân nè. Bây giờ thì mình sẽ đo cái vòng dòng nách tay. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta rã rập nha. Nách thân trước mình đo được là 22. Nách thân sau mình đo được là 23. Rồi các bạn sẽ có được cái dòng nách trên thân như thế này. Bây giờ đó thì với cái tay áo này á, thì các bạn thấy là nó sẽ là thiết kế bằng cái tay thường. Giờ các bạn kẻ cho mình một cái đường thẳng. Từ cái đường thẳng này các bạn đo lên cho mình, nó bằng cái công thức là bằng ngực chia cho 10, các bạn cộng cho 3. Dòng ngực ở đây là 86. Các bạn chia cho 10 cộng cho 3 là 8,6, cộng cho 3 thì các bạn gần bằng là 12. Thì các bạn lấy từ đây lên cho mình một đường là 12. Sau đó là các bạn sẽ lấy dòng nách thân trước là 22, cộng dòng nách thân sau 22 là 44. Các bạn chia cho 2 là bằng 22. Thì các bạn lấy con số 22 này, các bạn để theo đường xéo. Sau đó các bạn chia làm đôi. Rồi cái xuống cho mình là 2 phân. Đó thì các bạn sẽ ra được cái dòng nách. Ở đây mình hơi bị thiếu một góc ở ngay đây thì mình dán vô.
Thì cái dòng nách của các bạn ở dưới thần thân trước đó, thì các bạn lên chỗ này là hai phân, xuống là một. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần tay dài, tay dài đây là 19. Rồi các bạn sẽ lấy xuống cái đường này cho mình là 4 phân ha, khúc này, và cái tay dài này là 19. Thì các bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ có cái phần bẻ ve trên cái phần tay á, cho nên là ở đây nè, mình bẻ một góc nè, bẻ thêm một góc nữa nè, sau đó là mình mới bắt đầu mình tiếp tục mình đo cho cái phần cửa tay. Cửa tay ở đây á, là mình sẽ lấy độ lớn tùy các bạn ha, từ 15 cho đến 16 phân thì mình nối phần này vô đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái phần tay nè. Mình sẽ cắt cái phần tay ha, các bạn lật qua như thế này. Rồi bây giờ đó thì các bạn sẽ thực hiện cho cái phần thân trước nè. Bây giờ á, trong cái trường hợp mà chúng ta vẽ cái rập, chúng ta mình sẽ chỉ cho các bạn lấy cái phần túi ở trên cái phần rập này nha. Các bạn đặt lên nè, sau đó là mình bẻ góc nè, để cho đúng bằng dấu ha. Sau là mình lấy cái góc ngang nè. Đó, thì chúng ta sẽ có được cái phần túi khung này. Thì các bạn cắt nó ra. Thì sau khi các bạn cắt xong á, thì các bạn ướm vô đây lại ha, thì các bạn sẽ thấy được chúng ta sẽ có được cái túi. Và mình sẽ ướm lại một lần nữa cho nó đúng cái khoảng cách nè. Bạn gấp đôi lại nè. Và chúng ta sẽ bo góc tròn. Rồi các bạn sẽ có được cái túi ở trên cái phần thân áo, lấy dấu xong để hoàn bên. Rồi tiếp tục cái phần này thì các bạn sẽ rã nó ra nè. Và ở đây á, thì các bạn sẽ xếp cho mình hai cái ly, cho nên là cái phần xếp ly này các bạn sẽ cắt rã. Khi các bạn cắt rã rồi á, thì các bạn sẽ thêm cho mình miếng giấy, bạn xếp phần này vô đây. Ở đây thì các bạn sẽ đo qua cho mình cái phần xếp ly là 6 phân. Đó, các bạn xếp này vô được một đường. Rồi từ cái đường 6 phân này thì các bạn nhìn thấy cái ly tiếp theo nó sẽ cách là 4 xăng. Đó, 5 xăng đi. Cách đường này là 5 xăng. Thì các bạn cũng đo qua cho mình là 6 phân. Cái đường này 5 xăng. Đo qua 6 phân. Rồi các bạn mới bắt đầu các bạn xếp cái phần này cho nó trùng lại cái xếp ly. Rồi sau khi mà trùng xong rồi á, thì các bạn sẽ đặt cái phần này vô lại cho cái phần thân áo. Và các bạn nhớ lưu ý là phần áo này các bạn phải xếp đi cái phần bên này. Và các bạn đo lại ha. Lấy lại cho mình cái dấu của cái phần eo nè. Các bạn lấy dấu lại cho cái phần eo ha. Thì cái đoạn này thì chúng ta sẽ phải thu nó lại để cho nó bằng lại với lại cái phần eo trên thân sau khi mình lấy bên thôi. Đó, các bạn phải thu nó nhỏ lại cho nó bằng. Cái khúc giữa thì chúng ta sẽ bỏ đi. Đây, nó nằm ở đây. Nó nằm ở vị trí này nha các bạn. Và cái phần giữa này á, thay vì chúng ta hồi nãy chúng ta lấy 5 phân đây nó dư rồi á, thì giờ mình sẽ lấy cái này mình dán vô lại. Dán vô lại cho nó bằng với lại cái phần eo. Rồi sau khi mà các bạn thực hiện xong rồi thì chúng ta sẽ gọt lại cái phần lai cho nó bằng lại với lại cái phần lai cũ.
Đó, như vậy là các bạn thực hiện xong được cái phần xếp nè. Và chúng ta để lại cái vị trí này để chúng ta gắn cái phần túi nè. Đó, như vậy là xong ha các bạn ha. À, như vậy là mình vừa chia sẻ xong cho các bạn trọn bộ của cái mẫu áo này. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ kênh. Mình luôn đăng bài vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày, thì các bạn nhớ đón xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.